Em nếu mà da của em mà lỗ chân lông to đó thì em nên là khi em phải rửa sạch mặt ha, rửa mặt sạch sẽ, sau đó thì em sử dụng nước hoa hồng. Em lấy cái chai nước hoa hồng, cái chai tinh chất hoa hồng của bên chị á, thì nó giúp cho se khít lỗ chân lông. Và hơn nữa là trước khi em se khít lỗ chân lông như vậy á, thì em nên tẩy tế bào chết. Tẩy tế bào chết để đẩy đi những cái mụn cám ở đây nè ha, và những cái tế bào mà nó bị chết, nó nằm trên da mình mà mình rờ lên thấy nó sần 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 á, đó là tế bào chết của mình đó. Và khi mà em tẩy tế bào chết xong, rửa mặt sạch sẽ xong thì em xịt cái tinh chất hoa hồng vào. Coi đây coi. Em xịt cái tinh chất hoa hồng vào. Bữa chị mới xài, đâu để đâu đây. Có chưa? Coi coi. Cảm ơn. Đó, tóc Kim Anh nè. Đây, tinh chất hoa hồng. Này, em có thể sử dụng cái tinh chất hoa hồng để nó se khít lỗ chân lông. Trời ơi, se khít là tôi nói xịt khé rồi, tính xém nữa, nói liệu rồi. Thân phạm nha. Em phải chịu khó thôi, tại vì hiện bây giờ nếu như mà cái chân lông của em nó đã to rồi á, thì rất là khó để mà se khít lại. Chỉ có một cách duy nhất đó là sử dụng nước hoa hồng thôi. Và bên chị á, nó không phải là một nước hoa hồng bình thường mà nó là tinh chất hoa hồng. Nó tinh chất nó còn cao cấp hơn cả cả cái nước hoa hồng nữa. Nước hoa hồng ví dụ như nó chỉ có 30% hay 50%, thì cái tinh chất hoa hồng này của chị tới 80% 70% lận nha. Nó cái độ hoa hồng nó cao hơn, cho nên là cái mà se khít lỗ chân lông á, là nó sẽ giúp cho cái làn da của em nó rất là sạch, nó làm sạch cái da của mình mà nó còn ấy. Kim Anh đã nói xong về cái tinh chất hoa hồng rồi ha. Cái tinh chất hoa hồng này nó giúp se khít lỗ chân lông và phải sử dụng lâu dài, tại cái da của mình á, nó đã hở cái lỗ chân lông đã quá lâu rồi mà mình không se khít nó lại thì càng ngày cái lỗ chân lông của mình nó càng to ra. Vì vậy cho nên đó là các chị em mình phải cố gắng sử dụng nước hoa hồng ha. Và bên bên Laura Sunshine nó không phải là nước hoa hồng bình thường mà là nó là tinh chất hoa hồng rồi, cho nên các chị em mình phải chịu khó nha.